Thưa quý vị, thưa các bạn, với xu thế chung của toàn cầu hiện nay là tiến tới loại bỏ việc sử dụng túi ni lông, thay thế từng bước việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy bằng sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường trong đời sống sinh hoạt cộng đồng. Thời gian qua, ngành công thương đã đưa ra nhiều giải pháp cho vấn đề này. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa, ngày 15 tháng 7 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị số 08/CT-BCT về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành công thương. Theo chỉ thị này, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp ngành công thương và các sở công thương triển khai các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa. Cụ thể, đối với các đơn vị thuộc Bộ, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp của ngành, Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến thông tin, vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, đồng thời nghiên cứu triển khai các sáng kiến giảm thiểu sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường tái chế, tái sử dụng trong đơn vị. Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, vụ đã triển khai xây dựng văn bản quy định, hướng dẫn việc kiểm soát hạn chế chất thải nhựa phát sinh từ hoạt động tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, đánh giá hiện trạng sử dụng phát thải túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, tiến tới việc các cửa hàng, chợ, siêu thị ở các đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Bên cạnh đó, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin về tác hại của việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại các siêu thị, trung tâm thương mại, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường trong các chương trình đang triển khai thực hiện. Đơn cử như Sở Công Thương Hà Nội là một trong những đơn vị đang triển khai tốt, tạo hiệu ứng lan tỏa chương trình giảm thiểu chất thải nhựa. Theo Sở Công Thương Hà Nội, hiện một số đơn vị phân phối như là Vinmart, Bixi, MM Mega Market, Lotte, Cookmart đã chuyển sang sử dụng túi cuộn tự hủy, túi ni lông tự hủy sinh học thay thế túi ni lông sử dụng một lần, sử dụng các khay, hộp, đĩa và một số vật dụng dùng trong sơ chế, chế biến thực phẩm được làm từ bột ngô, bã mía, sơ dừa. Nhiều doanh nghiệp sản xuất đã ý thức được việc sử dụng bao bì thân thiện với môi trường trong sản xuất để cùng hưởng ứng các hoạt động của Bộ Công Thương trong việc chung tay giảm thiểu chất thải nhựa. Mối nghi toàn cầu về rác thải nhựa thì chúng tôi cũng đã có rất là nhiều những cái ý thức để mà tìm cái giải pháp cho cái chương trình đóng gói của bao bì gạo. Đặc thù của bao bì gạo thì khá là nặng. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu các dòng bao bì giấy như quý vị nhìn thấy trên màn hình. Trong cái xưởng sản xuất của chúng tôi thì toàn bộ những cái hệ thống về bao bì giấy thân thiện với môi trường, và thay vì những cái túi hàn ni lông thì buộc bằng dây gai. Đây cũng là một cái giải pháp mà được các trung tâm thương mại rất là quan tâm, đặc biệt là hệ thống Bixi Việt Nam cũng đã quan tâm đến câu chuyện là làm sao cho bao bì thân thiện với môi trường, có một sắc thái riêng, chất lượng về bao bì giấy có thể đắt hơn một đôi chút nhưng nó rất là thân thiện với môi trường và cũng mang cái ý cái việc mà tránh cái câu chuyện là rác thải nhựa. Người tiêu dùng cũng rất hồ hởi đón nhận với những cái hình ảnh đóng gói mới lạ cũng như là thân thiện với môi trường. Chúng tôi thì có là CoopFood thì cũng đã có việc là mở rộng thị trường tại Hà Nội. Đến với để mà hưởng ứng cái cuộc mà phong trào mà hưởng ứng cái chống rác thải nhựa do Thủ tướng Chính phủ cũng như là thành phố chỉ đạo thì chúng tôi cũng có những cái hưởng ứng rất là tích cực, và gần đây thì chúng tôi đã có cái việc là sử dụng những cái bao cái vật liệu lá tự nhiên để thay thế dần bao ni lông, cũng như là cái việc có những tổ chức những cái sự kiện những ngày chúng tôi trên toàn hệ thống khoảng hơn 700 điểm bán là chỉ sử dụng không sử dụng túi ni lông và thay thế vào đó là những túi giấy hoặc là những cái vật dụng khác. Với đặc điểm có giá thành sản xuất rẻ và tiện lợi, túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần đã trở thành vật dụng phổ biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân. Đặc biệt tại các siêu thị lớn, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, các đô thị, lượng túi ni lông được tiêu thụ trung bình khoảng 10,5 đến 52,4 tấn một ngày. Riêng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày có khoảng 80 tấn nhựa và túi ni lông thải ra môi trường. Do vậy, để giảm thiểu các chất thải nhựa ra môi trường, rất cần sự chung tay từ các phía doanh nghiệp và nhà sản xuất. Đối với các nhà công nghệ thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển các cái công nghệ mới để tạo ra các cái sản phẩm nhựa thân thiện môi trường, có khả năng phân hủy sinh học để thay thế các cái sản phẩm nhựa truyền thống có nguồn gốc dầu mỏ. Đối với cả các doanh nghiệp thì theo tôi thì cần đẩy mạnh cái đổi mới công nghệ, việc tiếp nhận và làm chủ các cái công nghệ mới trong sản xuất các cái loại nhựa phân hủy sinh học và đa dạng hóa các cái loại sản phẩm.
Thế còn về phía các cái cơ quan quản lý thì tôi rất mong là cần có thêm các cái chính sách ưu tiên, ưu đãi cho các cái doanh nghiệp để sản xuất nhựa phân hủy sinh học để họ có thể hạ giá thành sản phẩm và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Thực tế hiện nay, lượng nhựa tiêu thụ có xu hướng ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Để hạn chế tác hại của chất thải nhựa, ngành công thương đã thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu việc phát thải chất thải nhựa từ khâu sản xuất tới phân phối và tiêu dùng. Tuy nhiên, chất thải nhựa vẫn đang là thách thức rất lớn, cần tiếp tục có những hành động hết sức tích cực trong mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương, đặc biệt là trong cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân.